Sao Ok. giờ sao đi mất tiếng à? Không phải, tại vì tốt nghiệp siêu máy tính cho nên ra vì chỗ đó ra tính qua tính lại tính tới tính lui tính hồi trật lắc luôn đó vậy đó. Cười cười gì Tính gì nói nghe coi. À, tính gì? hồi nãy bố nói cái chuyện mà vụ mà của bầu cử giữa kỳ của Trump con có nghe chưa? Có À nghe nó sơ qua. cái ngày sơ qua con thấy con buồn cười không? Con À. buồn buồn cười cái là nền của lập pháp và tư pháp của nước Mỹ nó buồn cười ở chỗ ấy. Có một người dân thường yêu cầu là phải trút phế tổng thống đương nhiệm và đưa cho ổng lên, đó là cái chương trình mà của Phố Bông Sao TV đưa lên, mình ngồi bật cười, mình bật cười ở cái chỗ này. Thế thì các con biết rằng cái nền dân chủ của nước Mỹ nó như thế nào? Có nghĩa là nó giống y chang như một trò chơi, nó Chơi chẳng có của các anh lớn đúng không? đúng rồi, nó không có cái gì gọi là bảo đảm quyền lợi, nói chung là nó không theo nguyên tắc một cái gì đó, nó buồn cười. Nhưng ở đây á, khi các vị đó hay đưa ra những cái điều lệ ép buộc những nước nhỏ, chẳng hạn như những nước nhỏ giống kiểu như dùng Đông Nam Á như Campuchia, Lào, Việt Nam, Myanmar, Malaysia, nói chung là những nước như tiểu quân, nó là tiểu tiểu quốc á, nói chung vậy. À thì nó cho rằng đồ nước Mỹ là nhân quyền dễ sợ đại khái vậy. Mà nó buồn cười ở chỗ này, cái hệ thống mà luật pháp của nước Mỹ và hệ thống nhân quyền, hệ thống về mẹ không đúng, hệ thống luật pháp của nước Mỹ nó buồn cười ở chỗ đó. Ngay bây giờ ông tổng thống đương nhiệm mà vẫn bị một người khác đòi trút phép, trời ơi là trời, tao cũng không biết nó là sao. Nó buồn cười, nó buồn cười, nó buồn cười. nhưng mà bố nhưng mà có những thành phần bên kia nó lại bảo thì nước Mỹ vậy mới như vậy nó mới là dân chủ thì bố nói sao? Nó Rồi nói thì, đó đúng à rồi nó nói thì vậy mới là dân chủ thì bố nói sao? Bố nói có dân chứ, chủ đó thì là như vậy mới thôi được rồi, dân chủ như mày thì ra đại dương để mà ăn cứt á. Cái câu đó tôi nói là rất ư là chính xác, là bởi vì dân chủ mà nó dân chủ khi mà dân chính trị chuyên nghiệp nó gọi là dân chủ giả cày, nhưng mà thịt thịt chó mà nó có nói là thịt dê ăn đi em ăn thịt dê chấm ngon lắm này kia đồ thịt cái thịt cày đại Giả cày là thịt heo nấu chó. à ô cười đó. Ta bởi vì ta mà không hiểu được cái điều này, cái nền dân chủ của nước Mỹ bây giờ nó thối nát tới mức độ là ta không cần phải giải thích, tụi bay vô trong cái phố Bonsai TV tụi bay nghe rồi tụi bay sẽ hiểu được cái dân chủ nước Mỹ như thế nào, đúng không? Thế thôi. Khổ quá, bữa nay bố quên nữa, sẵn đây thì bố nói một câu như vậy nè. Chào Chào anh Minh Minh, Ba Đồng, chào Minh Ba Đồng nha. chào Dương Ba Tư, chào Tấn Quân. Rồi bố không đại diện cho ai cả, bố chỉ nói cá nhân của bố mà thôi. Bố chỉ nói một cái câu như này: nếu là một người Việt kiều, là một người sống xa tổ quốc về Việt Nam, nên thu dọn mình, gói gọn lại và nằm trong cái vỏ sò đi, thấy dễ thương hơn. Nói rộng Coi bên chút như xíu nữa, là nói rộng, con giống như là con ốc bượn hồn đó đúng không bố? Giống như con ốc đúng bượn rồi hồn đúng không? đúng rồi đúng rồi, anh không là con mẹ gì cả, bởi vì đất nước Việt Nam, nói một câu như vậy nhớ nhớ nghe nghe bố nói coi nè: nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban bệ điều hành có điều lệ
có chủ quyền, có ghế ngồi Liên Hiệp Quốc, có ngoại giao, có đầy đủ tư pháp, có nhiều cái mà để không có nữa. Không cần những cái thằng Việt Kiều bất dạy mà lên dạy. Nói một cách khác, những thằng Việt Kiều giống như tao về đây chỉ ăn thôi, ngủ đi, đừng có phát ngôn bừa bãi. Ta không muốn nói tên và ta cũng chưa muốn chửi. Đủ mẹ tao chửi là chết mẹ nó luôn, nói thẳng là như vậy. Bởi vì nó chẳng là cái gì ở đất nước này cả. Ở đây ý bố nó muốn nói rồi, đất nước Việt Nam nó có ban bệ, nó có đầy đủ quy luật của quốc tế, không cần mày phải chia bỏ vào. Bố nói vậy hết nghĩa chưa? Những cái thằng Việt Kiều á, mà về đây á, chứ nên ăn bò kho, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu Nam Giang, đại khái thôi, đủ rồi. Mày không có tư cách. Đó là một cách là, nó một cách trắng trợn nè, đéo đủ tư cách để mà xía mỏ vào chính trị Việt Nam. Mày không đủ tư cách. Nhắc lại một cái điều, không đủ tư cách. Đủ má lần sau gặp tao là tao chỉ trách mẹ luôn. Còn không nữa tao gặp một đường tao quýnh bỏ mẹ luôn. Đánh tao là vậy đó. Ok, bố xuống. Có nghe nè, ý tao muốn nói là, ý bố muốn nói rồi nè, chúng mày chỉ là một cái hạt cát trên sa mạc mà thôi. Gặp tao là tao quýnh bỏ mẹ luôn. Nói chung là con để con tóm lược cái ý của bố coi đúng không nha. Tức là với cái quan điểm cá nhân của bố đó, là những anh nào, chú nào hay là bạn nào đó mà Việt Kiều ở nước ngoài về Việt Nam, ví dụ có cái ánh nhìn gì đó để gọi là phản biện đấu tranh lại những cái luận điệu chống phá xuyên tạc ở bên kia thì bố đồng ý. Chứ đừng có mà gắn cái mác bị Việt Kiều mà lên lớp mà muốn dạy dạy chính trị ở Việt Nam là phải thế này phải thế nọ, đúng không? Đúng không? Chính xác. Có nghĩa là đó, để nói cho mọi người nắm rõ, đừng có dạy Việt Nam làm như thế nào, đừng có dạy Việt Nam phải làm như thế nào theo ý nó. Gặp tao là tao quýnh bỏ mẹ luôn, tao không cần phải giải thích. Mày nghĩ sao vậy? Mày nghĩ là mày là cái gì hả? Tao chưa muốn nói tên ra. Tao muốn nói tên ra là đủ mà tao tới nhà tao đà cào mặt nó, tao quýnh chết mẹ luôn chứ đừng nói. Tao thì cả người tao lỗ lắm. Đủ má tao không có chuyện bình thường. Ok. Rồi ok bố. Rồi xuống nghỉ chút đi, con đọc cái bài của bài viết liên quan tới Donald Trump cho bố nghe. Ok được chưa? Tao bệt Donald Trump quá rồi. Thiếu nợ tao 2000 bạc chưa trả. Rồi ok con. Ok bố. Cảm ơn bố.